ngày 27 tháng 9, Công an huyện Bảo Lâm đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Lộc, sinh năm 1994, trú tại thôn 5, xã Đắc Nờ Rót, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2016, Công an huyện Bảo Lâm nhận được tin báo về việc mất cắp tài sản tại tầng 3 của công ty Thái Nam, có trụ sở tại tổ 21 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, đồng thời rà soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua truy xét, cơ quan chức năng điều tra nhanh chóng xác định được đối tượng là Hoàng Văn Lộc, công nhân làm việc tại công ty Thái Nam. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2016, sau khi đi chơi về, thấy phòng làm việc ở tầng 3 của công ty không đóng cửa, trên bàn có 4 chiếc máy tính xách tay nên nảy sinh ý định lấy trộm. Lộc quay về phòng ngủ của mình lấy một chiếc ba lô đựng quần áo để đựng 4 chiếc máy tính trên và đem đi cất giấu ở hàng rào của công ty. Tổng trị giá 4 chiếc máy tính xách tay khoảng 50 triệu đồng. Công an huyện Bảo Lâm đã thu giữ tang vật và tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Cũng như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, việc bảo tồn biệt thự cổ là vấn đề khá khó khăn. Đa phần những công trình mang tính biểu tượng thuộc nhóm 1, nhóm có giá trị về lịch sử, văn hóa và có giá trị đặc biệt về kiến trúc, cảnh quan, đại diện tiêu biểu cho một nền kiến trúc như các dinh thự là được bảo tồn tương đối nguyên vẹn.